cách sống. Khởi động và làm mát khoang xe từ xa với Formas. Em test thử một chiếc loa lời và một chiếc 900C. Những cặp loa lời chuyển đi gửi các bác rất là nhiều. Và tại sao em chia sẻ một cái bài là cài tụ vào? Thì với phương pháp cài tụ này để các bác đấu như thế này. Các bác đấu vào những con đẩy công suất lớn. Thì Ngọc Quang Bắc Giang khuyên các bác cài thêm một con tụ vào đằng sau những cặp loa lời BB210 hoặc loa lời audio king. Đấy, đấy là những trường hợp các bác đánh trực tiếp không qua nhá, không có cổng center mà đấu trực tiếp từ đằng sau loa to lên, thì em khuyên các bác nên cài tụ và dùng vào những con đẩy lớn thì khuyên các bác thêm một con tụ như vậy. Và nếu các bác dùng vào những con đẩy nhỏ, công suất nhỏ hoặc những con âm ly như âm ly 203 đấy, mà các bác dùng hai cặp loa là câu từ loa lọ sang loa kia thì các bác không cần tụ đấy, trực tiếp vào những con âm ly như 203 hoặc những con đẩy công suất bé. Đấy, em khuyên các bác như vậy, hiếu rất là bền. Rồi, các bác đấu như thế này, cài từ cái này lên này, làm một đoạn dây ngắn thôi, cài từ cực của tụ vào cực đỏ của loa chính đen vào đây. Các bác dùng với những con đẩy công suất lớn này thì nó an toàn. Đấy, qua khuyên các bác vậy. Và những cặp loa lời, cặp loa ao kinh chuyển rất nhiều trả các bác những cặp loa 450C, 900C, những cặp loa bầu Mỹ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Ngọc Quang giải thích à, khi cho tụ vào nó giảm đi cái tần suất của loa bát và cả cái loa lời này đi một chút, nhưng nó độ bền và độ an toàn à, đối với những con đẩy các bác nhé. Nếu mà không có cổng center, không phải đẩy 4 kênh, đẩy 2 kênh thì khuyến cáo các bác nên dùng thêm quần tụ. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Các bác có nhu cầu tư vấn thiết kế mua sắm hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tấm biển này. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.